Câu chuyện Loài chim học xoay tổ. Phượng Hoàng mở lớp học dạy các loài chim về cách làm tổ. Nó nói: làm tổ không dễ. Gà mới nghe đã ngủ gà ngủ gật. Phượng Hoàng tiếp tục hướng dẫn: trước hết phải tìm trên cây có chỗ chạc ba, rồi tìm những cành dẻo uốn cong lại, đan thành một cái rổ con. Vừa nghe đến đây, cú nghĩ xây tổ dở ợt, nó liền bay đi. Phượng Hoàng vẫn tiếp tục hướng dẫn cách làm tổ. Én vẫn say sưa lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng. Sau khi tổ đã bện xong, én dùng đất sét trét lại, rải bên trong một ít rơm mềm. Nó cảm ơn Phượng Hoàng, cúi đầu chào, rồi bay vút lên trời xanh. Thế là các loài chim bắt đầu làm tổ. Vì ngủ gật, gà không học được bài học xây tổ, nên con người phải làm tổ sẵn cho nó. Cú không nghe giảng đầy đủ, nên cũng chẳng có tổ. Cú phải sống trong những hốc cây tối tăm. Chỉ có Én, một học sinh chăm chỉ, đã tự làm nhà đúng cách. Nhờ đó, tổ Én luôn luôn xinh xắn và ấm áp.